Ngày 5 tháng 4 năm 2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard Poor's S&P đã công bố nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam từ BB trừ lên mức BB với triển vọng ổn định, đồng thời khẳng định xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn cho Việt Nam ở mức là B. Thưa anh chị em và các bạn, thì câu chuyện về xếp hạng tín nhiệm, xếp hạng quốc gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới gồm ba ông lớn là S&P, Moody và Rating, thì nó có những điểm gì cần phải lưu ý, có những điểm gì anh chị em và các bạn cần phải tìm hiểu thêm, và có những vấn đề nào mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn, thì video này sẽ làm rõ với anh chị em và các bạn những vấn đề cần được làm rõ. Vấn đề thứ nhất mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là điều gì sẽ xảy ra khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia mới mà S&P đưa ra cho Việt Nam trong những ngày gần đây, là chính xác là ngày 5 tháng 4, thì cái việc thay đổi từ cái mức xếp hạng tín nhiệm từ BB trừ lên BB thì nó có điểm gì thay đổi so với lại cái xếp hạng tín nhiệm trước đó mà Moody và Rating đã xếp hạng cho Việt Nam, thì thưa với anh chị em và các bạn là không có gì thay đổi cả. Lý do là bởi vì là ở cái mức BB của S&P thì nó tương đương với lại mức BA của Moody và cũng tương đương với lại mức BB của Rating. Và như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là trước đây, cách đây cũng khá là một thời gian rồi, thì các hãng xếp hạng tín nhiệm gồm Fitch Ratings đã nâng cái xếp hạng, mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ BB trừ mà lên BB rồi. Và cũng cái việc mà nâng cái xếp hạng tín nhiệm của Moody thì cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên cái mức BA rồi. Như vậy là chúng ta không khó để nhận ra rằng là cái việc mà S&P mới thay đổi cái mức xếp hạng tín nhiệm của chúng ta thì đã có hai cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng nằm trong cái top 3 ông lớn. Cái top 3 ông lớn mà lâu nay được đánh giá là hàng đầu trên thế giới thì trước đó họ đã nâng rồi. Do đó thì chúng ta thấy được một cái điểm là thực sự thì nó không phải là cái vấn đề mới. Tuy vậy thì về mặt tâm lý thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng là thoải mái hơn và yên tâm hơn trong cái việc là đồng thời cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm là S&P và Fitch Ratings cũng như là Moody đều đưa cho chúng ta một cái chung một cái mức xếp hạng tín nhiệm. Và thưa với anh chị em và các bạn, thì cái mức xếp hạng đó thì nó thể hiện điều gì? Thì cái mức xếp hạng BB là ở mức này thì nợ trái phiếu của chính phủ được xác định là hơi có tính đầu cơ và chất lượng thì cũng còn hơi thấp. Để so sánh trên mức này với một nước khác đó là BBB thì được xác định là mức thấp nhất trong xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu gọi là đầu tư. BBB là mức thấp nhất trong cái việc mà để được đưa vào cái lĩnh vực, tức là được xếp hạng ở mức đầu tư. Còn ở dưới mức BB, một nấc là mức B thì được xác định là rất có tính đầu cơ. Như vậy là chúng ta nằm giữa cái việc là rất có tính đầu cơ và bắt đầu được xếp vào cái nấc là đầu tư. Vậy thì chúng ta nằm giữa là gọi là đầu tư, có một chút đầu tư nhưng mà vẫn hơi còn có tính đầu cơ. Và thưa với anh chị em và các bạn, thì mức đầu tư được đặt ra bởi nhiều tổ chức tài chính trên thế giới, nhưng ngân hàng chỉ được luật pháp sở tại cho phép đầu tư vào các loại chứng khoán có mức chất lượng tối thiểu là mức đầu tư. Ở mức này thì trái phiếu chứng khoán có chất lượng khá an toàn. Như vậy chúng ta đang cận kề với cái mức trái phiếu và chứng khoán chuẩn quốc gia, tức là trái phiếu chính phủ Việt Nam hoặc là những cái khoản nợ Việt Nam thì đang nằm ở mấp mé ở cái mức an toàn. Điều này có nghĩa là tuy trái phiếu chính phủ Việt Nam tuy vẫn ở mức BB nhưng đã tiệm cận mức mà các tổ chức xếp hạng tín dụng khuyến cáo đầu tư và nắm giữ, tức là đã tiệm cận rồi. Tiếp theo thì về tác động của việc cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam thì hạng tín nhiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay nợ, tức là lãi suất mà người phát hành chứng khoán, trong trường hợp này thì chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu phải chào mời để hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi xếp hạng tín nhiệm bị hạ xuống, điều này sẽ làm giảm giá trái phiếu chính phủ, đồng thời làm tăng lợi suất trái phiếu. Ngược lại, nếu xếp hạng tín nhiệm được cải thiện, giá trái phiếu chính phủ sẽ tăng lên và lợi suất trái phiếu sẽ giảm đi. Trên thực tế thì giá trái phiếu chính phủ thậm chí còn lên hay xuống ngay cả khi nhà đầu tư nhìn thấy nhiều khả năng xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ bị hạ đi hay nâng lên, và họ sẽ bán ngay
hay mua trước để đoán đầu, tức là họ đã biết trước và có thể mua bán hoặc đoán đầu. Trong trường hợp cụ thể của Việt Nam thì sự cải thiện về xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam sẽ cần một thời gian để phản ánh đầy đủ cái tác động, nhưng nhìn chung thì chắc chắn sẽ làm giảm chi phí vay, tức là cái lãi suất vay nợ nước ngoài của quốc gia chúng ta. Và nó cũng làm giảm chi phí vốn nói chung cho thị trường vốn ở Việt Nam. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, cũng được hưởng lợi khi họ có thể tiếp cận với thị trường vốn trong và ngoài nước với chi phí thấp hơn với các ngân hàng thương mại. Do chi phí tái cấp vốn sẽ giảm nên việc củng cố và cải thiện cơ sở vốn sẽ thuận lợi hơn, góp phần tăng cường sức khỏe của hệ thống ngân hàng. Đây là một điểm khá là tích cực. Một điều rất quan trọng nữa là xếp hạng tín dụng của nhiều doanh nghiệp nhà nước cũng được ăn theo sự cải thiện về xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, do mức xếp hạng tín dụng của họ được mặc nhiên gắn với xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thường ở mức thấp hơn một nấc, do sự ngầm định rằng chính phủ sẽ phải ra tay cứu trợ và trả nợ thay cho các doanh nghiệp nhà nước nếu chúng có gặp khó khăn và hoặc mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên cũng rất lưu ý rằng sự nâng hạng tín nhiệm quốc gia cũng chỉ mang đến toàn điểm cộng. Bên cạnh những tác động tích cực nói trên, vẫn có những rủi ro cần xử lý như sau. Thứ nhất là do chi phí lại vay nợ nước ngoài giảm đi nên chính phủ các doanh và các doanh nghiệp nói chung có khuynh hướng là tăng cường vay mượn nước ngoài nhiều hơn. Điều này làm cho dòng vốn nước ngoài đổ vào nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn, tăng áp lực lên giá của tiền đồng, ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu và cán cân thương mại Việt Nam. Tuy vậy, trong bối cảnh đồng đô la có xu hướng mạnh lên trên thế giới do các đợt nâng lãi suất của Fed thì chúng ta cũng sẽ được giảm cái áp lực. Nhưng gần đây thì Fed lại có cái dấu hiệu câu chuyện là giảm lãi suất, do đó thì câu chuyện này thì sẽ có thể có tính là nếu có thì sự gia tăng của dòng ngoại tệ đổ vào cái nền kinh tế bắt nguồn từ việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Fed sẽ trung hòa với cái áp lực này. Vâng. Thứ hai là nếu lãi suất vay mượn bằng tiền đồng không giảm tương ứng, điều này sẽ làm tăng chênh lệch chi phí vay mượn bằng việc đồng ngoại tệ theo hướng có lợi cho việc vay mượn bằng cái đồng ngoại tệ. Đấy, đó là những vấn đề chúng ta cần lưu ý. Điểm chúng ta muốn nói thêm, muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn để hiểu thêm về các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Thì hiện nay thì chúng ta trên thế giới thì chúng ta có 3 cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm, bộ 3 cái cơ quan xếp hạng tín nhiệm, thì đó gồm có là Standards and Poor's, tức là S&P 1D và Fitch Rating. Hai cái tổ chức S&P và 1D thì là được có trụ sở tại Mỹ và có cái thị phần là tương đối lớn, khoảng 40% cái thị phần của xếp hạng tín nhiệm trên toàn thế giới. Còn Fitch Rating thì có trụ sở cả Mỹ và Anh, nhưng mà lại do cái công ty Fimalac của Pháp kiểm soát và cái thị phần của nó chỉ chiếm 15% thôi. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì ba ông lớn này đã chiếm 95% thị phần của cái xếp hạng tín nhiệm. Thì khi nào chúng ta phải hiểu một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải làm rõ trong phần video tiếp theo. Việc chúng ta cần phải tìm hiểu đó là cái hình thức hoạt động của các cái tổ chức, những ông lớn xếp hạng tín nhiệm này, thì khi nào thì họ đưa ra cái đánh giá của mình, hay là họ thích thì họ đưa ra, hay là họ cứ vô gọi là đưa ra một cách thoải mái trên thị trường. Thưa với anh chị em và các bạn, bất kỳ một tổ chức hoạt động nào đều có cần phải có cái nguồn thu, và hầu hết các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đều hoạt động theo hai hình thức kinh doanh. Ban đầu thì tất cả các công ty phụ thuộc vào mô hình kinh doanh dựa trên thuê bao, tức là những đơn vị nào thuê họ đánh giá xếp hạng tín nhiệm của một cái vấn đề, một cái gói nợ, hay một cái tổ chức doanh nghiệp, hay một cái quốc gia nào đó, thì cái đơn vị thuê sẽ phải gọi là đóng tiền cho họ để họ cung cấp các cái dữ liệu liên quan đến xếp hạng. Giống như kiểu là thuê một anh đi đánh giá giùm cho mình xem là cái việc vay mượn, các cái khoản nợ, hoặc là những cái gọi là tính chất nợ, cũng như là cái việc mà chất lượng của cái quốc gia, của doanh nghiệp như thế nào. Thì theo cái mô hình này thì các tổ chức xếp hạng tín nhiệm không cung cấp xếp hạng miễn phí, mà chỉ cung cấp xếp hạng cho các thuê bao đối với các phân tích đánh giá của các công ty. Phí thuê bao sẽ cung cấp phần lớn thu nhập cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Hầu hết các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có con thì hiện nay thì vẫn hoạt động theo mô hình này, nhưng hiện nay thì sẽ có một cái mô hình mới mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn họ đang dùng. Ngược lại thì đấy, các tổ chức xếp hạng lớn gồm có ba ông lớn là Moody's, S&P và Fitch thì hiện nay phụ thuộc vào mô hình kinh doanh nơi chính các nhà phát hành nợ chứng khoán phải trả tiền cho việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm sản phẩm nợ của họ. Và cái hình thức này thì nó có một cái điểm rất là hay, đó là chính cái người phát hành nợ, chính cái người phát hành trái phiếu, và có thể là chính phủ Việt Nam, thì có lẽ là gọi là chắc chắn là chính phủ Việt Nam là một trong những tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ, thì phải trả tiền cho các tổ chức này để đánh giá cái việc xếp hạng cho cái quốc gia của mình.
Và theo cái hình thức này thì trong khi các thuê bao thì vẫn được cung cấp các phân tích, tức là những nhà đầu tư, những người đi mua cái trái phiếu của chính phủ, của các quốc gia hoặc là của các doanh nghiệp thì vẫn được cung cấp các cái xếp hạng, nhưng mà hình thức là miễn phí. Còn đơn vị phải trả tiền thì là đó là các chính phủ hoặc là các cái đơn vị cần họ để gọi là phát hành các cái chứng chỉ chứng khoán hoặc là các cái chứng chỉ nợ. Một cái dịch vụ này thì theo cái hình thức dịch vụ này thì trong khi các thuê bao thì được cung cấp như vậy, còn các cái tổ chức thì phải bị gọi là đóng tiền để được xếp hạng. Thì người ta thường tranh cãi hai hình thức này, thì hình thức thứ hai là hình thức xung đột với lợi ích. Khi mà dùng tiền của chính phủ, nhà phát hành nợ để xếp hạng nợ của họ, vì công ty này, vì bất kỳ công ty nào hay bất kỳ một chính phủ nào cũng muốn được xếp hạng gọi là cao. Do đó nên là các cái ông lớn này thì được ví như là những giáo viên đi nhận quà của sinh viên, sau đó đổi lại là cho sinh viên điểm cao. Nó cũng giống như câu chuyện mà gọi là vừa đánh đá bóng vừa thổi còi của các cái đơn vị kiểm toán ấy, tức là họ nhận tiền của doanh nghiệp để kiểm toán các vấn đề về số liệu của các doanh nghiệp. Theo cái nguyên tắc thì cái việc mà đạo đức nghề nghiệp thì họ phải làm đúng làm trúng, nếu sai họ chịu trách nhiệm với pháp luật. Tuy vậy thì nhận tiền, nhận thù lao từ cái đơn vị cần mình kiểm toán thì thông thường thì sẽ có cái khuynh hướng là xung đột lợi ích, tức là sẽ đánh giá tốt cho cái đơn vị mình kiểm toán. Đó là vài cái ý chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Và một ý khác nữa chúng tôi cũng muốn nói với anh chị em và các bạn là mỗi cái dấu cộng và dấu trừ của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đều tự động kích hoạt các dòng chảy về vốn hàng tỷ đô la cho các đơn vị được xếp hạng, gồm cả quốc gia lẫn các doanh nghiệp. Điều này thì thực sự là để thấy được rằng là các cái doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm trên thế giới có cái sức ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả cái việc gọi là kích hoạt các cái đợt bong bóng trên toàn cầu cũng như là cái khủng hoảng trên toàn cầu. Tháng 7 năm 2011 thì khi mà Moody liên tiếp hạ tín nhiệm nợ của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Israel xuống dưới mức đầu tư đã khiến cho toàn thị trường gọi là tài chính toàn cầu lao dốc khi đưa ra các gói cứu trợ cho Hy Lạp. Cái điều này chúng ta đã thấy vào năm 2011. Và một điểm nữa chúng ta sẽ làm rõ trong cái cuối video. Hiện nay thì trên thế giới thì đang đề xuất một cái vấn đề, tức là các cái tổ chức này phải có tính độc lập tương đối, tức là nhiều người muốn một mô hình kinh doanh mới của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, thì trong đó thì chính các nhà đầu tư chứ không phải các công ty phát hành chứng khoán mới là người đăng ký đánh giá chứng khoán, và phân tích của giới đầu tư chiếm phần lớn trong việc đánh giá xấu cho các loại chứng khoán. Thì điều này chính là những khái niệm mà dùng để gây tên tuổi cho cái công ty vào năm 1909 khi mà xếp hạng trái phiếu dễ bốc hơi của đường sắt trong suốt thời kỳ thị trường khủng hoảng năm 1929. Không có loại chứng khoán được xếp hạng nào bị rớt giá mạnh, bằng chứng cho độ tin cậy của việc đánh giá tín dụng thời đó. Giới đầu tư lúc đó tín nhiệm Moody và sẵn sàng chi tiền cho các phân tích của cái ông là ông John Moody. Đây là một trong những người sáng lập ra cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody. Thì cái cách làm là theo cái hình thức, tức là tổ chức độc lập. Thì sau này thì chúng ta cũng đang muốn hướng tới một cái câu chuyện, đó là phải có những cái tổ chức độc lập đánh giá về các doanh nghiệp cũng như đánh giá về các cái báo cáo của doanh nghiệp. Mà nếu được thì các tổ chức độc lập này phải được tài trợ vốn, tài trợ cái nguồn doanh thu, tức là giống như kiểu tổ chức phi chính phủ hoặc là tổ chức phi lợi nhuận, để đánh giá độc lập các vấn đề liên quan tới thị trường vốn cũng như là cổ phiếu, trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu chính phủ các quốc gia. Điều đó sẽ làm cho cái tính độc lập nó cao và cái độ chính xác cao trong cái câu chuyện đánh giá. Còn một vấn đề mà chúng ta muốn đặt ra là liệu có câu chuyện là các cái nước, các quốc gia, các cái phần lãnh thổ thì thuê hoặc là có những cái bất đồng lợi ích liên quan đến câu chuyện, tức là mua các cái sản phẩm đánh giá này để có tác động lên cái thị trường tài chính, tác động lên cái thị trường vốn hay không. Thì điều đó chúng ta cũng cần phải đặt ra những câu hỏi xem là cái lợi ích mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm này thu về so với cái việc mà thu phí của cái đánh giá thì cái nào cao hơn, thì nhiều khả năng cái nguy cơ của câu chuyện là họ hoàn toàn có thể bất đồng lợi ích để đưa ra những cái xếp hạng tín nhiệm sai và đem lại những cái lợi ích gọi là cục bộ cũng như là mang tính chất đầu cơ cho các cái hoạt động xếp hạng của mình. Thì mong rằng video này sẽ đem lại những hiểu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn hiểu hơn về cái vấn đề xếp hạng tín nhiệm quốc gia, và mong anh chị em và các bạn luôn ủng hộ và đồng hành Thắng ơi, cũng như là like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh Thắng ơi để tiếp tục cập nhật những thông tin mà Thắng sẽ bình luận, trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong thời gian tới. Thân chào và hẹn gặp lại.